Những ngày vừa qua, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường dẫn lên cầu Bà Ngôn xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, cảm thấy bất an khi mặt đường xuất hiện sạt lở ở Ta Lai Oanh bên phải theo hướng Tam Kỳ Hồ Phú Ninh. Theo quan sát của phóng viên, nguyên một đoạn đường kéo dài gần 40 mét bị nứt toát, để lộ ra khoảng trống rộng khoảng nửa mét. Vị trí xảy ra sụt lún, sạt lở nằm gần sát mép chân cầu Bà Ngôn cây cầu vượt đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi một số người dân địa phương cho biết, tuyến đường này mới hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2018. Trải qua trận mưa kéo dài từ những ngày cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, sạt lở trên đường dẫn lên cầu dược bắt đầu nghiêm trọng hơn. Hiện tại, mặt đường hư võng chẳng khác nào cái bẫy tiềm ẩn nguy hiểm chờ chật người đi đường. Một người dân thôn Trung Đàn xã Tam Đại nói, mặt đường hư võng chẳng khác nào cái bẫy chờ chật người tham gia giao thông đề cập đến hiện trạng của tuyến đường dẫn lên cầu dược cao tốc ông nguyễn văn dương phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã tam đại xác nhận sạt lỡ mới xuất hiện cách đây vài ngày do mưa lớn và chính quyền địa phương sẽ đề nghị nhà thầu cao tốc khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông